Chào các bạn đến với kênh YouTube của TIS Smart Home Việt Nam. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách lắp đặt công tắc thông minh Veneza nhé. Các sản phẩm TISE đều đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn của châu Âu và Mỹ. Bước 1. Tắt CB cấp nguồn cho công tắc cần thay thế. Bước 2. Tháo công tắc cần thay thế ra, sắp xếp lại dây để chúng không chạm nhau. Bước 3. Hãy xác định dây neutral. Bước 4. Bật CB lên và xác định dây lai bằng bút thử điện một cách cẩn thận. Bước 5. Tắt CB cấp nguồn một lần nữa. Bước 6. Đấu dây vào công tắc Veneza theo các dây đã xác định. Bước 7. Lắp Veneza vào lại box điện, siết vít để cố định, sau đó lắp mặt kính vào. Bước 8. Sau khi lắp Veneza, bật CB lên. Bước 9. Vào app đến phần setting, chọn TISE Config. Nhập mật khẩu Wi-Fi. Bước 10. Trên Veneza, nhấn vào nút TISE trong vòng 6 giây. Bước 11. Trên app, nhấn vào Search và chờ vài giây. Bước 12. Nhấn Go to Modify rồi chọn phòng, đặt tên và con hình biểu tượng. Bước 13. Nhập thông tin server để điều khiển từ xa, nếu thiết bị được chọn làm gateway. Bước 14. Đến phòng vừa thêm công tắc ở bước 12 và điều khiển. Hãy xem các video khác và đăng ký kênh nhé. Chào tạm biệt.